hạn nó không không to được. Tiếc lắm đấy nhưng mà. Cái quả to lắm. Chào ở nhà nhá. Ông bà chủ mít quả rất ngon là vào không bán bao giờ hôm nay. Gạ có vẻ xuôi xuôi bán quả ngon lắm, tháng 6 này vào ăn. Tháng 6 hay tháng 5 chị? Dài. Năm nay hạn nhờ. Năm nay nước luôn hạn quá, cái mít đẹp như tranh. Cái thần đẹp lắm, thoát 3 mét, anh gốc cho mà gần tầng 4, cách mét thì xích cho mét 1. Quả sai. Mua cái này để đào đây là tiện chỗ quay cái xe cẩu bé bé vào lấy cái mít cái ấy kia. Cái khế kia, tiện xe mà. Quả ngon lắm. Ô bán cây phải tiếc. Năm nay ít sai hơn nhỉ nhưng mà cũng mấy chục quả đây. Đúng rồi, này thời tiết năm nay cây dáng đẹp tháng 3 mét. Năm nay nước nó hạn quá hạn. Quả xài rúc rích đến gốc ơi. À ừ. Rồi. Để xuống để tháng mua thì cứ mua nhưng mà để thu hoạch kẽ chứ. Đẹp quá, cây đẹp, cây thân côn. Đây bà ông chủ, bà chủ đấy bán bảo hành đàng hoàng. Đây đây, gừng cái gì đấy. Ông bà chủ ấy. Đấy, anh ấy để em có số điện thoại rồi nhá, để em quả để em ăn nhá, ăn ngon mà nó chất lừ. Đấy, mít ơi là mít. Ui ôi quả trên ngọn nhiều nhờ. Ui quả sai tận ngọn. 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 3 4 5 6 7. Năm nay chỗ này đếm được 40 quả. Thế mà vẫn bảo là mọi năm là sai hơn à? Ui quả mít đẳng cấp đấy, cái mít đẳng cấp, ok.